Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Lại là mình, Vũ Lít đây. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại phần tiếp theo của Minecraft. Và các bạn biết là Minecraft gì không? Đó chính là Minecraft Hexit. Bởi mình thấy có khá là nhiều bạn muốn mình chơi Minecraft Hexit ấy. Với cả là hôm bữa mình cũng có live stream Minecraft Hexit ở bên kênh Vũ Lít Minecraft rồi. Tuy nhiên ấy, mình thấy là mình chơi như vậy thì nó không có tâm. Mình cần làm một clip sao cho nó hoàn hảo, hoàn chỉnh, cũng như là edit, đe đúng các thứ. Thực ra không phải là edit mà làm sao cho nó gọn nhất có thể để cho mọi người có thể coi, thay vì việc làm nó rườm rà ra. Nên là mình quyết định là mình không có live stream nữa, mà mình làm thành một cái series Minecraft hoàn chỉnh cho các bạn coi luôn. Và mình hy vọng là cái series này nó kéo dài. Và mình cũng hy vọng là các bạn bấm like cũng như là chia sẻ mạnh để mình không có drop nha mọi người nhá. Mình hứa với các bạn là mình sẽ cố gắng làm trên 10 tập cho mọi người nhá. Còn trên 10 tập nhiều hay không thì còn phải tùy thuộc vào cái sự ủng hộ của mọi người nữa. Rồi, và không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau vào game nào. Let's go. Đầu tiên thì mình sẽ vào cái phần chơi đơn thôi. Mình sẽ tạo thế giới cho mọi người nhá. Và mình sẽ đặt tên là thế giới là Hexit nha mọi người nhá. Rồi, sau khi chọn thế giới Hexit xong, mình sẽ vẫn là chế độ sinh tồn này. Tùy chọn thì chắc là mình xin phép là mình sẽ bật gian lận để keep inventory này, cũng như là mình sẽ bật cái dương thưởng lên. Rồi, thế thôi, vào việc. Ok các bạn ơi, thì ở cái series này mình sẽ ngựa ngựa một chút. Mình sẽ để shader nhá. Bây giờ chiều nhìn nó hơi tối thôi, chứ thực ra thì cũng sáng lắm. Với cả là nếu mà mình cầm cái đuốc này ở trên tay ấy. Có cái gì đấy? Trời ơi, cái dương thưởng của tôi mới vào đã vỡ tung rồi. Không biết là có phải là dấu hiệu của sự đột... À không, chắc là không có đâu mọi người ơi. Mọi người sẽ ủng hộ mình một cách mạnh mẽ mà. Thì mình thấy cái shader rất là keo, rất là dịu nha mọi người nhá. Như mọi người thấy này, đó là nước nó rất là trong xanh, mình có thể nhìn xuống phía dưới được. Và được một cái ấy, là ở trong cái series Hexit này nó rất là dễ kiếm đồ kim cương nha mọi người nhá. Kiếm kim cương rất là dễ. Như là mình có cài thêm mod mà chúng ta có thể xem được. Ví dụ như đây, đó là hiện tại là nó đang ở cái mod gì này. Ấn vào là, ấn nhìn vào là biết là nó đang ở mod gì. Ví dụ như là cái lá đi, thì nó đang ở cái mod Biome or Plenty. Đó, và chúng ta có thể xem được số máu của nó đó nha mọi người nhá. Hiện tại thì mình vừa mới đập cái dương thưởng ra và cũng chả có cái gì hết. Ở đây thì nó sẽ có 3 cuốn sách. Cuốn sách đầu tiên là cuốn sách này thì mình cuốn sách gì mình cũng biết. Bạn đã biết công dụng của cuốn sách này là cuốn sách gì thì các bạn chỉ mình nhá. Cuốn sách thứ hai là một cuốn sách về mod Tinker nha mọi người nhá. Đây là một số cái tool ở bên mod Tinker này. Và thực sự là mod Tinker nó khá là mạnh và chúng ta gọi là rất là cần. Đấy, mình nghĩ là cái mod Tinker này mod rất là cần ở cái bản Hexit này. Chúng ta có thể cầm cung, cầm kiếp các thứ. Và mod cái thứ ba mới chính là mod Tinker nhá. Thực ra là mình nói các bạn để các bạn gọi là phân tâm thôi. Cái thứ hai mình không biết là mod gì hết. Mod này mới là mod Tinker này các bạn. Đó, chúng ta có thể chế tạo thêm rất là nhiều đồ nhá. Đó, từ cái mod này. Đó, các bạn thấy ngầu không? À, thực ra cái thứ hai chính là mod Tinker nhá mọi người nhá. Mình lừa các bạn thêm một lần nữa đó. Mod này chính là cái mod Tinker này. Đó, bởi vì nó có chữ Tinker nhá. Còn mod thứ ba là mod chúng ta chỉ cần để lấy để thêm giáp thôi mọi người nhá. Đó, mọi người thấy là chúng ta có thể thêm rất là nhiều những bộ giáp khác. Đó, các bạn thấy xịn không? Chúng ta có thể làm được cả giáp gỗ nữa. Từ chúng ta chỉ cần chế tạo cái bàn này thôi là chúng ta có thể làm được cả bộ giáp gỗ nữa. He he, nhìn khá là ngầu đúng không mọi người? Và mới vào mình đã thấy một cái cây Hexicle rồi. Chắc là mình sẽ lấy thôi. Đó, mọi người thấy, ơ, nói chung là ở đây thì mọi thứ đều là những thứ ngáng chân mình. Và bởi vì là mình là gà sinh tồn mà. Nhưng mà mình không cài được skin gà sinh tồn đấy mọi người. Nên là mình phải xài cái skin của cô Steve này nha mọi người nhá. Và đây là các bạn nhìn nhá, mình có thể ấn vào để mình xem máu của nó này. Từ phải ấn vào mới xem được. Ví dụ con heo. Đó, con heo thì nó sẽ có được tổng cộng là đôi 4 năm là 10 máu nhá mọi người nhá. Các bạn dựa một team là 2 máu. Đó, một team là 2 máu nhá các bạn nhá. Thì các bạn thể nhìn vào đây là các bạn check được xem là nó có mấy máu. Đầu tiên là mình làm bộ giáp gỗ. Đầu tiên mình có nên làm một bộ giáp gỗ để nhìn cho nó khác người không mọi người? À, ở cái bản này thì mình cũng cài có cái đai mic ấy các bạn. Thì khi mà chúng ta cầm cái đuốc ở trên tay nó sẽ hơi sáng. Nó nhìn có vẻ không sáng lắm nhỉ. Chắc là do trời đang sáng ấy, cho nên là khi mà mình cầm cái này thì nó không sáng lắm nhá mọi người nhá. Rồi thì bây giờ mình sẽ làm một cái đầu tiên. Đó chính là mình làm một cái dìu nhá mọi người nhá. Mình nghĩ là hồi nãy là ở trong cái mod kia nó có dìu ấy. Nhưng mà bởi vì là mình có cái mod chặt cây này. Bởi vì là vừa nãy mới vào cái dương thưởng nó bị vỡ rồi. Nên là mình cũng không biết là ui dồi ôi, các bạn nhìn cái mod chặt cây này. Ở đây thì nó sẽ cho chúng ta xem là mình đang đập được bao nhiêu phần trăm rồi. Và cái tốc độ đập nó rất là chậm. Bởi vì là mình đang cầm mấy cái dìu gỗ ấy. Đập rất là chậm nha mọi người nhá. Mình thực ra thì mình chả cần lấy gỗ làm gì đâu. Để xem nào.
hình như là chúng ta có thể chế tạo cái bàn chế tạo này ra cái mod tinker này. Đó, chúng ta làm cái blank nhá. Cái này thì nó còn phụ thuộc vào cái kinh nghiệm của những bạn nào đã chơi qua cái mod này thì các bạn mới biết các bạn ạ. Còn mình thì mình không có chơi qua cái mod này mấy ấy, cho nên mình không biết. Và cái series này thì các bạn muốn mình xây nhà không? Các bạn hãy comment ở dưới nhá. Đó, thì hiện tại là chúng ta có thể làm bộ giáp, nhưng mà mình thực sự là mình không biết làm bộ giáp từ cái này như thế nào. Nên là chắc là từ ấy các bạn đây này. Ở đây thì nó hướng dẫn các bạn có thể chế tạo bộ giáp từ cái này này. Nhưng mà chắc chắn rồi, mình không biết cách để chế tạo các bạn ạ. Nên là tính sau làm ra để cho đẹp thôi. Bây giờ mình sẽ làm một cái bộ, chắc là cần thức ăn thôi. Nhưng mà trước tiên thì mình sẽ đi xuống dưới hang ấy. Tập 1 thì chắc chắn mình sẽ đi xuống dưới hang để mình đi tìm kiếm kim cương. Mình đang dùng cái đôi thiên lý nhãn của mình nhìn dưới xem là có cái gì liên quan tới kim cương hay không. Và hình như là chưa, nên là mình chưa có xuống cái hang này nhá. Mình thấy có sắt ở dưới đấy, thì tỷ lệ cao mình sẽ xuống thôi. Nói gì thì nói chứ có sắt là phải xuống các bạn ạ. Sắt cũng khá là quan trọng nữa, còn cả than nữa này. Than thì chúng ta dùng để làm đuốc nhá. Với cả là trời tối thì ở trên hay ở dưới nó cũng như nhau hết. Nên là mình nghĩ là mình sẽ lựa chọn là mình ở dưới. Bởi vì ở dưới thì cũng gặp zombie thôi. Nhưng mà mình tiện thì mình đi lấy đồ này đồ kia nữa, thay vì việc là mình cứ chọn ở trên thôi, mình chả làm cái gì hết á. Đó, với cả là lâu rồi mình cũng kiểu không phải là lâu không chơi, nhưng mà mình chơi lâu rồi nhưng mà vẫn gà. Nên là nếu như cái gì mình không biết mình hỏi các bạn chỉ mình nhá. Mọi người đừng có kêu mình là trời ơi ông ơi cái này cũng không biết cái kia cũng không biết. Bởi vì là mình không biết thì mình mới hỏi mọi người đấy. Còn nếu mà mình biết thì mình hỏi mọi người làm cái gì, đúng không anh em? Nên là thay vì việc là mọi người chửi mình thì mọi người hãy chỉ nhá. Hãy nhớ câu chỉ đừng chửi nhá mọi người nhá. Đó, với cả là dạo này mình thực ra là mình cũng đang khá là thích hair seat ấy. Nên là hôm bữa mình làm một cái series kia mình thấy là nó không có tâm. Đó. Chính xác là mình thấy nó không có tâm lắm. Đây, nó sáng nhưng mà cái độ sáng của nó không có cao lắm ấy. Hy vọng là các bạn vẫn sẽ nhìn được một cách rõ nét nhất nhá mọi người nhá. Bởi vì mình không muốn là mọi người phải xem những cái này nó tối quá đấy. Mà nếu mà các bạn mà xem nó bị tối quá thì các bạn cũng bảo mình nhá. Xem là mình có thể gọi là fix được cái gì thì mình fix. Ui ôi. Cái hang này nhìn ghê quá. Và tất nhiên rồi, mình sẽ phải cắm đuốc liên tục thôi. Mình sẽ cắm đuốc liên tục để cho các bạn có thể gọi là dễ dàng nhìn thấy mọi thứ xung quanh hơn nhá. Đó, nhưng mà nhiều khi mà mình mãi nói quá mình cũng quên cắm đuốc ấy. Thì mọi người cũng thông cảm cho mình nhá. Và mọi người đừng có tiếc. Đấy, bởi vì là mình phải cắm đuốc thì mọi người mới nhìn thấy được những cái thứ ở bên dưới ấy. Nhiều bạn nó kêu là anh ơi anh cắm ít đuốc thôi, em nhìn mà em thấy sót quá. Nhưng mà mình mà không cắm đuốc là nó tối om mà. Các bạn sẽ không thấy gì đâu. Đó, mới vào nó có kim cương rồi này các bạn, thấy chưa? Mình nói với các bạn rồi, cái này dễ kiếm kim cương lắm. Nhưng mà các bạn muốn có kim cương thì các bạn phải làm được một cái cúp sắt trước nha mọi người nhá. Đơn giản thôi. Và mình vẫn đang trong cái công cuộc làm chế tạo 1 tỷ cái bàn chế tạo ấy. Cho nên là mình sẽ làm cái bàn chế tạo trước. Ok, sau đó là mình sẽ làm một cái cúp sắt. À, chưa làm được. Bởi vì tại sao? Bởi vì là mình chưa có đun cái đống sắt lên. Mình phải làm một cái lò trước nha mọi người nhá. Mình đặt ra đây này. Sau đó là mình sẽ đun cái đống sắt này lên. Mình nhớ là mình có than mà. Đống than tôi đâu hết rồi. Phải chăng là hồi nãy tôi mang ra tôi than thở ấy mọi người. Bây giờ mình hết cái đống than đấy rồi. Không phải nhá mọi người nhá. Than thì nó vẫn ở đây này. Mình sẽ đặt cái đuốc lên cho nó sáng. Để cho mọi người nhìn cho nó dễ nhá. Các bạn thấy không? Tốt bụng hiền lành cu te dễ thương. Tại sao mọi người còn chưa bấm like để ủng hộ cho mình nhỉ? Mình cảm thấy hơi buồn. Nhưng mà không sao. Bôi cao sẽ khỏi, bôi tỏi sẽ lành, bôi hành sẽ đỡ, bôi mỡ sẽ liền, bôi tiền sẽ hết. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ gọi là cái lò này hồi nãy thì nó chỉ ra được một sắt thôi, bởi vì là nó chỉ là một cái cục kia thôi mọi người. Mình sẽ khám phá thêm một khu này nhá. Chắc chắn là hôm nay mình sẽ phải làm một cái bộ đồ kim cương. Sao con này chạy nhanh thế? Nổ đi. Hey. Trời ơi. Các bạn lưu ý là nên có những pha nhảy như mình như hồi nãy nhá. Đấy, các bạn nên có những pha nhảy như mình như hồi nãy đấy. Bởi vì là các bạn phải nhảy như thế tỷ lệ cao các bạn mới có thể né được. Ôi chết rồi, mấy con quái này nó cũng mạnh nha các bạn nhá. Đó, ui có khi nào. No, dã man đấy. Ui ơi, cắm cái đuốc ra, tí mình sẽ quay trở lại chỗ đấy sau nhá mọi người nhá, tạm thời thì chưa quay trở lại được. Ôi đừng, mình bị quay rồi các bạn ơi. Ây à, mình bị quay rồi. Cảm ơn. Ui kim cương này.
cắm cái đuốc cho nó sáng hết cái khu này đã. Sau đó là mình cần phải có một chút bảo vệ. Ôi mày thế. Ôi mày quá anh em ơi. Cảm giác là hơi sợ ấy nhá. Từ đã. Kinh nghiệm chơi Minecraft của Vũ. Mày thế. Tí nữa thì ngỏm. Không sao, các cụ có câu: bôi cao sẽ khỏi, bôi tỏi sẽ lành, bôi hành sẽ đỡ, bôi mỡ sẽ liền. Với kinh nghiệm chơi Minecraft lâu năm như mình thì mình nghĩ là mình có thể thoát khỏi cái nghịch cảnh này các bạn ạ. Đầu tiên thì mình sẽ làm cái kiếm gỗ nhá. À đây, mình làm cái kiếm sắt luôn các bạn ạ. Bởi vì là mình nghĩ là mình đấy, không nên tiếc. Đó, ấy. Sao nó thông minh quá vậy? Mình đang tính chặt cái chân nó mà nó lại chạy ra mất tiêu. Rồi, từ mình hồi đầy cây đã. Thì trong cái thời điểm đó thì mình sẽ lại làm thêm một cái lò để mình đun cái đống này, đun thịt này lên. Đó. Các bạn thấy không? Chơi game bình tĩnh thôi. Cái này phải dựa vào cái bản năng sinh tồn mà chơi đâu mọi người ạ. Ngoài cái bản năng sinh tồn ra thì mình cũng chả có cái gì hết. Nên là mình đang suy nghĩ là nếu mà mình đập cái này ra thì nó có nổ không các bạn ơi. Nó nổ thì cũng hơi rét. Nên là cũng đang hơi phân vân, hơi lo ngại một chút là không biết là mình có nên đập cái này ra hay không. Mà từ từ nhá. Đó, lấy hai cái này trước này. Ăn một cái vào này. Chuẩn bị nhá, chuẩn bị đường để mà tháo chạy nhá bạn nhá. Hơi từ từ. Sao nhìn nó cứ lủng lủng cái gì ấy. Hey, wait wait. Ôi chết rồi. Ây. Trời Vũ ơi. Không sao không sao. Trời ơi. Tất cả là tại cái này. Ui mộng. Ôi. Trời ơi. Tại sao cậu lại xuất hiện ở đây? May quá. Trời ơi, cũng may là tính đoàn. Mình biết là nó sẽ có một cái gì đó xuất hiện đây mà. Thế còn cái con creeper đâu nhỉ? Ở đây vẫn còn một con creeper nha. Hồi nãy là như mọi người thấy á, là vẫn còn một con creeper. Ấy, không đào được cái đống kim cương này. Hồi nãy mình mà giữ. Ui, ở đây nhiều kim cương lắm. Nguyên một cái hang này toàn kim cương thôi. Chắc là mình sẽ quay ở đây này. Mình thấy có sắt ở đây này mọi người. Mình sẽ đào một ít sắt nhá. Bên đây nó vỡ bở ở bên kia đấy. Chỉ cần 3 cục thôi. Ok mọi người ơi, 3 cục sắt thôi. Bây giờ phải làm cái gì đó. Làm nó từ từ thôi. Làm theo theo ấy đi các bạn. Làm theo gọi là công tác tư tưởng đi. Đây, mình sẽ đun 3 cục sắt này lên đã. Mình đậy cái này vào cái. Nhìn nguy hiểm quá. Rồi, giờ mình sẽ đào cái này ra nhá. Farm zombie rồi. Hello. Đấy, mình có một cái máy farm zombie ở đây. Ê, ra đây mà. Đừng bắn đấy. Đào cái này ra này. Hai con luôn. Farm. Máy farm zombie các bạn ạ. Máy farm zombie thời kỳ đầu nhá. Tuyệt vời ông mặt trời luôn. Máy farm zombie thời kỳ đầu. Rồi sau khi mà mới đun được có 2 cục thôi hả? Mình cần một cái cúp sắt các bạn ạ. Và tầng này phải có một cái cúp sắt thì mới đào được cái kia. Cái gì đấy? Chick of cheat bet. Ôi. Chúc mừng. Yeah. Chúc mừng bạn tới với thế giới hè xịt. Và thực ra là không có gì tuyệt vời hơn nữa. Mình có thể cầm cái pháo hoa này. Tuyệt vời, lấp lánh kiêu sa. Nhưng mà thực ra đấy cũng chả để giải quyết vấn đề gì á. Bây giờ mình sẽ làm một cái cúp sắt. Đó các bạn thấy không? Chỗ này phải nhanh tay nha. Nhanh tay như Vũ rồi đó. Rồi cắm đuốc rồi. Cắm đuốc các thứ vào. Đào kim cương nhá. Đó, mình có kíp inventory cho nên là tranh thủ đi. Đấy, đào được càng nhiều kim cương tốt. Mình có thể làm một bộ đồ kim cương trước không được. Tầm này ở cái series này đồ kim cương khá là ngon nha mọi người nha. Cho nên là nếu mà các bạn sở hữu nguyên một set đồ kim cương tập 1 thì cũng không có gì là tệ đâu. Ấy gì nhá? Cái gì vậy? Oh my god. Tự nhiên mình bị dính cái gì mình không biết luôn. Tất cả tầm này đang hết máu rồi. Hơi không thiếu đồ ăn rồi đấy. Đấy ra mình lên lấy thêm một ít đồ ăn nữa thì sẽ tuyệt vời hơn. Wow. Chỗ này, à không phải. Mình đang suy nghĩ cái chỗ này có phải là cái chỗ, cái chỗ của mấy cái hang mà có mấy cái zombie không. Nhưng mà hình như không phải đấy các bạn ơi. Mình sẽ ăn ít thịt thối giữa để hồi máu thôi. Mặc dù là ăn cái này vào thì các bạn sẽ bị gọi là nhanh đói. Nhưng mà hết cách rồi các bạn ạ. Bắt buộc phải ăn thôi. Ôi kim cương này. Đấy tầm này cứ có bao nhiêu kim cương là mút thôi các bạn nhá. À hình như là thịt này đun lên thì nó thành cái gì? Có đun được không? Đun lên thành da các bạn ạ. Cũng không ăn được cho nên là bắt buộc là phải ăn thôi. Phải chấp nhận thôi các bạn ơi. Để xem nào mình kiếm được bao nhiêu kim cương rồi.
Tập 1 là phải kiếm được nguyên một set đồ kim cương nha. 9 thôi à? 9 là hơi ít nha. Đang suy nghĩ là mình có đun cái gì ở bên kia không. Mình nghe tiếng bước chân rất là nhanh đang đi theo phía mình. Ủa, đi ngay mà. Mấy mấy con này thì xử lý bình tĩnh thôi các bạn ạ. Ok. Mình đang quay trở lại cái chỗ cũ ấy. Đây là chỗ này nè. Đó. Để lấy lốt cái viên kim cương này. Hợp lý. Rồi, thêm một viên nữa. Ui, rất nhiều kim cương nhá. Và mình nghĩ là tập này mình sẽ nhanh chóng làm cho mình một bộ đồ kim cương đi. Đầu tiên sẽ là một cái áo trước. Đó. Rồi sau đó sẽ là một cái mũ. Bởi vì là mình cần tối ưu nhất có thể đấy các bạn. Rồi, tập này thì mấy con quái sẽ đánh mình sẽ hơi khó hơn rồi. Nhưng mà thứ mà mình cần bây giờ là đồ ăn đấy các bạn. Nhưng mà mình đã không có đồ ăn. Mình cũng chả nhớ cái đường hồi nãy mình xuống đây kiểu gì nữa. Mặc dù là hồi nãy mình cắm rất là nhiều đuốc ấy, nhưng mà tầm này nó tối ấy này, mọi người thấy không? Mình cũng chả nhớ là cái đường xuống của mình nó chỗ nào. Thế mới đau chứ. Sao mình thấy ở đây có sắt này. Thế là mình sẽ tranh thủ mình đào một ít sắt đi. Mấy khúc đầu thì nó khó khăn đấy các bạn. Còn càng về sau thì mọi thứ nó sẽ trở nên đơn giản và dễ dàng hơn rất là nhiều. Các bạn tin mình đi. Người có kinh nghiệm chơi Minecraft nó thấy rồi. Một người có rất là nhiều kinh nghiệm, kiến thức và trải nghiệm trong tựa game này. Khó mà có thể đánh bại được một người mà có nhiều kinh nghiệm lắm các bạn ạ. Đây là một cái đồ mới nhá. Nimotin này. Các bạn có thể dùng cái quặng Nimotin này để làm đồ. Cái này 6 đam cơ. Cảm giác là đồ Nimotin này cũng khá là khỏe nhá. Nhưng mà nó không dùng để làm giáp. Nó chỉ dùng để làm ấy thôi. Đây, đường lên này các bạn. Ô, chắc là mình đi lên mình kiếm đồ ăn đấy. Sai lầm của mình ấy là mình không có kiếm đồ ăn trước khi mình xuống hang ấy. Đấy, các bạn chơi mấy game này là các bạn cần phải có đồ ăn nhá. Kể cả là các bạn chơi sinh tồn hay các bạn chơi mod hexit giống mình ấy, thì các bạn cũng cần phải có đồ ăn rồi các bạn hãy xuống hang. Chứ các bạn mà xuống hang khi các bạn chưa có đồ ăn ấy thì nó sẽ rất là vất vả. Và nói chung là sẽ không làm được cái gì. Đó. Rồi mình sẽ chạy theo cái đường đuốc nhá. Bởi vì là mình không muốn cắm đuốc nữa. Không muốn một tay cầm đuốc, một tay đi như này đâu. Bởi vì là nếu mình làm như thế thì nó rất là dễ bị cắm đuốc vào tường ấy các bạn. Khó chịu lắm. Với cả là căn bản là tập này mình cũng hết đuốc rồi. Kìa, ở trên thì trời cũng tối ấy các bạn ạ. Nhưng bắt buộc là mình phải lên trên đấy. Bởi vì là ở trên mới có đồ ăn. Bình thường mà chúng ta xài cái dương thưởng nó sẽ cho chúng ta rất là nhiều ấy chứ nhỉ. Đúng không? Xài dương thưởng thì nó sẽ cho chúng ta rất là nhiều nhiều đồ ăn mà chả hiểu sao mình ít đồ ăn đấy. Có thể là trong cái lúc mà nó tức nước nó vỡ bờ khúc đầu ấy thì đồ ăn nó hết rồi các bạn ạ. Không, nhưng mà cái hang này mình nghĩ là nếu mà mình mà tận dụng được cái hang này thì sẽ có rất là nhiều đồ ăn cho mình đấy các bạn ạ. Thôi giờ thì mình sẽ làm đuốc để cầm trên tay nhá. Để cho mọi người nhìn nó đỡ bị tối. Đó, mặc dù nó cũng chả nó chiếu mỗi cái kiếm của mình sáng hơn thôi các bạn ạ. Không biết là các bạn nào để ý không chứ mình thấy nó chiếu mỗi cái kiếm của mình sáng hơn thôi. Chứ ở ngoài thì vẫn tối om mà. Hy vọng là mọi người nhìn vẫn rõ. Ây à, có một thằng cung anh em ạ. Né được, mình nghĩ là tầm này mình cần phải có heo. Mình nghĩ là tầm này đồ ăn là quan trọng thôi. Được rồi, có một bầy heo rồi. Vừa nhảy vừa đi cho nó khỏe. Đó. Game này đồ ăn là quan trọng các bạn nhé. Đồ ăn vẫn luôn luôn là một thứ gì đó cực kỳ là quan trọng. Con heo này lấm lem các bạn. Ôi mình thấy con zombie này. Hello. Định tấn công tao à? Tấn công rồi. Mấy con skeleton này khi mà đứng xa nó sẽ bắn nhá. Còn khi mà nó tới gần các bạn thì nó sẽ chém tay. Nên là cái việc các bạn đánh bại nó sẽ rất là dễ. Ui gì đây? Ôi. Mày thế? Cứ tưởng là phải nằm xuống rồi. Nhưng mà với cái công mài sắt thì cái ngày của mình đã nên kim ạ. Con nhện từ. Xử lý với con mod vào trong đây thì anh em xử lý hết sức bình tĩnh thôi nhá. Rồi, và ở cái mod Hexit Update này ấy, thì nó sẽ có mấy cái như này này các bạn này. Đấy các bạn mở ra. Và các bạn sẽ có một cái quần kim cương và một cái búa, quá tuyệt vời luôn. Trời ơi. Mấy cái Hexit này các bạn nhìn kiếm mấy cái đồ này nó dễ đúng không? Ui, hại thêm ma 4 nào. Ngon nha. Các bạn cầm mấy cây này thì các bạn khỏi cần đi kiếm nữa. Đó. Một phần là mình thích ở đây là bây giờ đồ nó cho rất là ngon nhưng mà về sau thì quái nó cũng tởm không kém đâu các bạn ạ. Các bạn nhìn các bạn kêu là có vẻ dễ chơi đúng không? Nhưng mà các bạn chưa biết được đâu, mốt quái nó tởm lắm anh em ạ. Giờ mình sẽ cất mấy cái đồ mà mình không cần thiết đi nhá. Cộng lông gà thì chắc mình sẽ mang theo để phù hộ cho mình. Tự phù hộ thôi anh em ạ. Rồi, bây giờ làm thêm một cái lò nữa các bạn ạ. Để có gì mình đun cái đống thịt này lên.
chưa cảm giác là cũng chuẩn bị chết đói rồi. Nếu mà không nhanh nhanh nhẹn cái tay lên đấy thì chúng ta sẽ nhanh bị chết đói đấy. Đây là đun cái đống thịt này lên đã nha. Rồi làm cái gì thì làm tiếp. Tí chắc là tiện thì xuống cái hang này luôn các bạn nhỉ. Tất cả là cái cúp, mình có cúp sắt rồi. Sắp tới thì mình sẽ đi đánh bại mấy con zombie nhá. Để mình làm cái backpack các bạn ạ. Để mình mở cái này xem nào. Nhiều cái này có đồ ngon đấy. Trời ơi ra cái đĩa nhà. Hết ngon rồi nhá. Cái này như là nó cũng cho đồ hay sao mà nó mất máu hay sao ấy. Từ mình phải ăn cho đầy cây đã. Ăn cho đầy cây xong mình xài nó mất máu nó cũng đỡ các bạn ạ. Ui, một miếng thịt này hồi khá là nhiều nhá. Miếng thịt heo này hồi khá là nhiều nhá mọi người nhá. Ở trên nó có mấy con chocobo kìa. Mấy con chocobo LGBT các bạn ạ. Đây, thử nhá. Đó. Ô, ra cái bánh. Ngon. Cái búa này 10 đam lận. Mình còn đang suy nghĩ có nên vụt con này không. Ê, xong đấy thì nó vậy. Hay là lắc vậy. Thôi ra đập mấy con bò đi. Như mình đã nói ạ, tập này muốn xuống dưới hang ấy thì mình cần phải có một cái lượng đồ ăn đủ các bạn ạ. Đấy, có một cái lượng đồ ăn đủ thì mình mới xuống hang. Chứ mất công đi xuống xong đi lên, đi xuống đi lên lắm. Đây là mình ra đây mình làm ít thịt bò. Đấy, làm ít thịt bò cô bé nhá anh em nhá. Ít thịt bò im lặng nào cô bé ơi. Đấy, để có gì mình đi xuống hang cho nó lâu. Chơi tí lên cấp 11 rồi này. À, ở đây nó có cây mà nó ra mấy cái gỗ màu hồng đấy các bạn ạ. Đang suy nghĩ là có nên gọi là làm một chút hay không, làm một căn nhà màu hồng không, căn nhà yêu thích của Vũ Lít hay không. Hấp dẫn đó, cũng đáng để suy ngẫm phết đấy chứ nhỉ. Ở đây như là có cái hang cũng chưa rồi, mình vừa đi đâu rồi mình đã quên mất cái đường quay trở lại rồi đấy mọi người ơi. Ờ vãi, đường quay trở lại tôi đâu rồi, hình như là đây đúng không. Ơ, thôi xong rồi. Giờ khác gì là mênh mông biển cả đâu các bạn. Ơ, hang này hang nào đấy. À, đây là cái chỗ mình vừa xuống à. Hay quá nhờ. Đúng là đẳng cấp các bạn ơi. Đi tìm cái bên kia mà lại ra cái bên này. Đúng là ông vua mò đường các bạn ạ. Áo thật đấy chứ. Nhưng mà bây giờ mình đã có thêm đồ ăn rồi nhá. Cho nên là 12 cái miếng thịt bò lận. Cho nên là mình nghĩ là mình có thể gọi là sinh tồn ở dưới khá là lâu á. Cái miếng này ăn được hồi có tí ấy, đúng không. Trời ơi, một cái bánh quy hồi có nửa thôi các bạn ạ. Chắc là mình đi xuống dưới nhá mọi người nhá. Ủa phải cái hang này không vậy? Đúng rồi mà. Đây đúng rồi, cái hang này là cái hang hồi nãy mình xuống rồi nè. Nhưng mà hồi nãy là mình chưa có đồ ăn. Bây giờ thì mình có đồ ăn rồi, với cả là mình có một cái cây hàng siêu to khổng lồ nữa. Nên là mấy con này tầm này là hơi khó với Vũ đó nha. Coi chừng tao xé háng mày ra đó nha. Từ đã, bên đây đúng không? Nếu mà mình đi đúng thì đi lên đây. Đó thì nó sẽ có cái điểm mà mình đang cư ngụ. Wow, sao nhìn nó sáng dữ rồi trời. Wow, vậy là cái chỗ này nó lại thông với lại một cái hang ở bên kia cơ à. Mình không ngờ tới đấy. Vậy là hồi nãy mình mà vào cái hang bên kia là mình sẽ đi qua tới đây. Hay là hồi nãy mình nhảy từ trên xuống dưới mình qua đây. Mình cũng chả nhớ cái được. Ui dồi ôi. Cái búa tiến công anh em ơi. Cho nó một phát thôi. Con này mình có hại thây ma đấy, và mấy con này nó cũng tính là thây ma các bạn nhé. Ấy đập rất là đau. What à? Ê mấy con ở dưới đang đánh nhau kìa. Con này có tính là thây ma không? Một hit, hai, ui đập cho hai cái nhất cái người rồi các bạn ạ. Hiện tại là mình đã có da rồi, mình nghĩ là với đông da này thì đau quá vậy. À đều các bạn chế tạo cái lò, mình đang đi tìm cái lò đấy các bạn. Mình đi tìm cái lò để có gì mình đun cái đống thịt bò lên mình ăn. Sau đó mình mới đi xuống được. Ồ, có táo này, tuyệt vời. Cái táo ở trong cái bản này cũng khá là ngon nha các bạn nhá. Các bạn biết tại sao không? Ở cái phiên bản này nó có táo vàng ấy. Tức là mình sẽ để lại một ít. Ôi, boss. Ôi. Mới vào đã gặp boss rồi. Nhưng phát cuối này. Ô, được cái quần. Ê, từ từ đừng có ngủm nhá. Cái thứ độc dược này rất là ghê á. Rồi, mình lấy một ít đồ ăn đi. Đây mình có cái đống da rồi, cho nên là chắc là mình sẽ làm cái bác đi các bạn. Để à, làm cái túi à. Cái túi ghi là backpack đúng không? Mình đi làm một cái backpack đi các bạn ơi. Đó, cái backpack nhỏ thôi, không phải backpack to đâu. Rồi, cái này thôi. Thì chúng ta cần một sợi chỉ này. Cần len à. Rồi, tạm thời thì mình còn thiếu sợi chỉ với len nữa. Nhưng mà ở cái game này nó ảo lắm các bạn ạ. Các bạn có thể làm chỉ, làm len được từ rất là nhiều thứ ấy.
Cho nên là nhiều khi mà một số đồ mà mình ở bản kia là các bạn phải kêu gà thì mới có đấy. Nhưng ở cái bản này các bạn không cần kêu gà các bạn vẫn có nhá. Ui cái quần chậm hỏng à. Thế thì mình sẽ đây làm thêm một cái lò nữa. Thực ra là mình cũng đang cần tích trữ cái này không phải cái lò, đang làm một cái giường. Mình cần đang cũng đang cần rất là tích trữ một ít gỗ để có gì mình còn làm cái đường à, mình còn làm đuốc nữa các bạn ạ. Đó, Hesico phải giữ lại nhá. Đó, nhưng mà cứ cất mấy cái đồ không cần thiết đi. Mấy cái đồ nào không cần thiết thì cho nhót bớt đi các bạn ạ. Pháo hoa này, pháo hoa bắn này thử thôi. Ô không bắn được. Ui. À. Để không thế. Đã cần. Tự nhiên lại rước họa vào thân. Đó, mình cầm cái búa mình đánh vào nhá. Nhìn sao để cho người nó dọn dẹp. Ô nó không có cái dọn nhỉ? Mình nhớ là chơi mấy cái có cái mod nào ấy nó sẽ khiến cho mình dọn dẹp cái này nó dễ hơn đấy các bạn. Nhưng mà cảm giác là không có rồi. Không sao, mình đu cái giống này xem nào, mình còn thiếu 4 cục kim cương đã xong cái quần rồi. À cái quần này nó có gì? Có bảo vệ này. Mình nhớ là cái này nó có cả mấy cái đồ gọi là tự sửa chữa luôn nha mọi người nhá. Tự sửa chữa là ngon lắm. Tại là mình đã có 3 cái đồ kim cương rồi cho nên là mình cũng không sợ lắm. Nhưng mà cái điều mà mình đang thiếu ở đây ấy là thiếu đuốc quá các bạn ơi. Thiếu đuốc quá. Cần một ít đuốc nữa. Một ít đuốc nữa để có gì đi sâu xuống dưới. Ở cái nhiệm vụ lần này của mình chủ yếu là mình làm nguyên một set đồ kim cương thôi. Xong mấy tập sau thì mình sẽ tính tiếp. Những cái búa đập đá được hay sao á? Đúng rồi. Búa đập đá luôn nhưng mà không biết là có đào quặng được hay không luôn. Bạn nào có kinh nghiệm về Minecraft có thể chỉ mình nhá. Ồ mình đang xài đuốc hơi bị phí đó nha. Có đào được quặng luôn đấy anh em. Ủa cái búa này tiện rất là khỏi cần dìu ha. Búa này đập quân địch rơi đồ luôn các bạn ạ. Ê kim cương. Ngon chưa? À, tính ra cái búa này nó lợi hơn cái cúp ấy các bạn ạ. Thế có khi lần sau làm cái búa luôn, phải làm cái cúp đúng không anh em? Rất là nhiều quặng ở đây này. Wow. Tính ra là dạo này mình chơi cái kinh nghiệm nó cũng lên đấy các bạn ạ. Nó không có cùi như trước đâu. Trước mình chơi là cái kinh nghiệm nó... Ủa mình có cái nhảy cao này từ... Bảo vệ. À. Hình như là cầm cái này là mình không bị té từ trên cao xuống. Ngon. Mình không biết nó từ đâu nhá. Nhưng mà khi mà mình cầm cái đấy vào thì... mình sẽ không bị té từ cao xuống, từ trên cao xuống không mất máu. Wow, các bạn nhìn này. Cái lava ở cái khi mà mình xài cái shader cái lava nhìn nó ghê quá. À. Hình như là cái này nó còn có thêm cả cái mod mà đập nhiều đồ ấy các bạn. Mod đây gọi là mod gì nhỉ? Đập một phát là rơi nhiều. Rơi cực kỳ nhiều luôn mà mình tự nhiên mình quên tên cái mod này là mod gì rồi. Bị một cái là dưới đây nó không có cái hang động bỏ hoang. Khu mỏ bỏ hoang chứ, hoặc là không có cái gì đó. Tụi bot à? Một cái này thì nó không hại thây ma, đánh từ từ thôi đấy, xử lý với con này là phải xử lý hết sức từ từ nhá, không xử lý nhanh được ấy thì tự nhiên lại thành ra cắm một đống đuốc ở đây vậy. Xử lý nhanh là bị cuống ấy các bạn. Hình như con kia đang đứng trên cục kim cương đúng không, mình sẽ qua mình chiếm với nó để mình lấy cục kim cương. Cắm cái đuốc này coi. Hello hello, ui nhiều kim cương lắm. Hello Picasso. Đúng rồi, đứng trên cục kim cương thật kìa. Ui con này có hiệu ứng đánh vào nó là nó bị tối này các bạn. Nhìn ghê quá à. Tội oam luôn. Ui vãi vãi. Hiệu ứng con này nhìn ghê quá vậy. Người tàng hình à. Vãi. Người tàng hình vào mình vụt cho một cái thành tàng hình thật luôn các bạn ạ. Tàng hình real luôn, không phải tàng hình bình thường nữa. Ôi. Cái khu này cũng ghê đấy các bạn. Ôi ê. Ây à, không sao, mình thấy có kim cương ở đây rồi. Ui, nó nổ ra mà mình nhặt được kim cương rồi này. Mình thường mình tưởng là nổ ra nó mất quặng luôn cơ. Ai ngờ nó nổ ra cái là mình vẫn nhận lại được cái đống kim cương này. Khá là ngon nha. Ui, có cái gì đây này anh em ơi. Ui, có cái gì đấy. Ui, cái tiếng gì đấy các bạn ạ. Nhưng mà tạm thời thì mình làm gì còn... Mình muốn khám phá ở dưới đấy xem nó là cái gì á. Nhưng mà tạm thời thì mình... Trắng này siêu bạc à. Bạc chắc là không ngon này, bạc khi còn thua cả vàng nữa. Mình muốn xuống dưới kia mình khám phá xem nó là cái gì ấy các bạn. Nhờ mình có rất là nhiều vàng này. Nhưng mà tầm này mình làm gì còn đuốc đâu mà xuống nhở. Ủa cái tiếng mà cái tiếng nghe ghê thật đấy. Ở dưới đây đúng không? Này, nó là cái gì này các bạn? Nó là cái gì vậy ta? Ủa gỗ à? Không,
Nó là Ascension Rock các bạn ạ. Có gỗ không? Tâm này phải... Ủa nhưng mà dưới đây chắc là nó có gì đó ghê ghê đấy các bạn ơi. Chưa biết nữa. Nhưng mà mình đã đạt được đủ cái mục tiêu của mình ở tập này rồi. Đó chính là mình đã kiếm được nguyên một set kim cương các bạn ạ. Mấy con hại thây ma này... Mấy con thây ma này mình có cái hại thây ma đấy. Đấy nó khá là dễ nhá. Nên là không có gì phải lo hết. Tối quá đúng không? Cho đi mọi người nhá. Mình không muốn mọi người nhìn nó tối đâu nhưng mà... Mình chỉ còn 6 cái đuốc thôi. Chỉ còn mỗi 6 cái đuốc thôi các bạn ạ. Cho nên là mình phải... hết sức bình tĩnh các bạn nhá. Hết sức bình tĩnh, tự tin. Ui sao đấy nó sáng vậy? Nó sáng rực một vùng luôn. Ui. Ơ sao lại có cái bóng? Ờ. Mình nhìn tưởng cái bóng con gì ở đây cơ. Mình lại đang hỏi là sao lại có cái bóng của con gì ở đây nhỉ? Nhưng mà nhìn ra đây chả thấy bóng con nào hết. Hello. Cái trò mưu hèn kế bẩn này. He he he. Mưu hèn kế bẩn. Mưu hèn kế bẩn. Mùi tối om. Nhưng mà chắc là đường ra nó cũng sắp tới rồi đó. Mình nghĩ là đâu đó ở đây nó sẽ có đường ra các bạn ạ. Tao mày đi tìm cái đường ra trước đã. Mày. Mình không hiểu sao nhá, mấy con skeleton nó không tính là mấy con thây ma đấy các bạn. Nên là ấy. Con này trâu vậy. Hai hit mới xong rồi hả? Mình tưởng một hit là đủ rồi. Tầm này nó hơi tối ấy. Mọi người thông cảm cho mình nha. À đây rồi. Thấy đường lên ở bên kia anh em ơi. Đó. Rồi anh bán kem. Các bạn nghe tiếng đấy, các bạn nghe tiếng giống anh bán kem không? Kem hút đấy đấy, kem. Cái tiếng đấy là tiếng bán kem chứ còn cái gì nữa. Rồi giờ tìm đường đi lên đã. Cất cái đuốc này đi các bạn ạ. Nhưng mà các bạn khi mình cất cái đuốc các bạn sẽ thấy là tối om ấy. Cho nên là mình sẽ skip qua cái khúc mà mình đi lên luôn. Ô cái gì ấy, cái gì ấy. Anh bắn kem tấn công à? Ui nhưng mà ở đây mình thấy lại có rất là nhiều ấy này. Cái gì, kim cương này anh em. Thằng bắn kem thằng nào á? Ủa vãi ạ. Quá trời kim cương ở đây luôn. Tại sao lại nhiều kim cương đến vậy? Lấy luôn chứ còn cái gì nữa. Ủa. Ủa. Ây à. À thằng bắn kem nó bắn. Mày bán không được mày bắn đúng không? Vãi lều. Nó bán không được nó chuyển con nó bắn. Ê. Bán không được là cậu ấy chuyển qua bắn luôn. Ủa nhưng mà ở đây nhiều kim cương lắm các bạn ơi. Nguyên một cái kho luôn đấy. Dã man nhờ. Cậu ấy bán không được cậu ấy bắn mình luôn anh em ạ. Ảo thật. Đâu phải là tôi không muốn mua đâu. Nhưng mà cái khoảng cách gọi là địa lý nó xa xôi cách trở như thế thì cậu muốn tôi mua sao mà được. Ui dồi. Ui dồi. Dã man nhờ. Cái series này phải gọi là siêu PVP luôn đấy các bạn ạ. Đụng là đánh, đụng là trụng á. Ồ. Ồ. Quay trở lại chỗ này rồi. Vậy là từ đây mà đi tìm cái đường lên rất đơn giản. Nhưng mà nhìn ô phải không vậy? Nếu như mình không nhầm ấy, mình đi qua đây. Mình đi lên đây là nó sẽ có cái đường lên. Đây là không nhầm nữa nhá, còn mình cũng hay nhầm lắm các bạn ạ. Đó. Nhưng mà bên ngoài trời đang tối không? Bên ngoài trời đang tối anh em ạ. Ủa lâu lắm mà mình chơi một cái series Minecraft mà tập đầu tiên là mình không bị ngủ mấy anh em ạ. Ủa. Đã bao lâu rồi? Đã bao lâu rồi tôi mới chơi một cái series Minecraft mà tập đầu tiên. Rồi gặp người tàng hình rồi anh em ơi. Phải không vậy? Ơ. Đâu ra vậy? Ê. Ê. Ở đâu ấy nhỉ? Phải không vậy? Tự nhiên thấy mấy cảnh này mà thấy rợn rợn trong người các bạn ạ. Sợ nhất mấy cái gì mà đánh mình mà mình không biết nó là ai, nó là cái gì ấy các bạn ạ. Rồi, nhưng mà mình vẫn đang giữ cái cúp ấy. Tính ra là cái cúp này đào nhanh hơn cái búa rất là nhiều. Nhưng mà ý là mình cầm cái búa nó tiện đấy. Cái búa mình vừa có thể gọi là solo, vừa có thể đánh được lại còn vừa có thể ấy được các bạn ạ. Búa này mình vừa có thể đánh được lại còn vừa có thể đào được. Nên là mình lựa chọn cái búa. Búa nó dễ hơn các bạn ơi. Rồi, tao phải đi lên đã. Đi lên đã là tính. Ok anh em, hiện tại là chúng ta đã có mặt ở trên mặt đất rồi. Bây giờ làm nào để đi kiếm con cừu ấy? Chắc ngày mai phải đi kiếm con cừu để đi ngủ ấy các bạn ạ. Chứ bây giờ không ngủ được rồi. Mà cái game này nghe mấy cái tiếng này nó rùng rợn quá. Mở cái này không? Có ra cái gì liên quan đến giấc ngủ không? Mình đang mong chờ nó ra cái gì đó liên quan đến giấc ngủ quá à. Trời ơi, quần sắt bảo vệ vụ nổ à. Mình đang cần chế tạo thêm một cái đôi giày nữa là đủ nguyên một set đồ rồi. Ê mà cái búa này có đập được gỗ không? Cái búa này mà đập được gỗ thì vãi lều luôn.
Chắc là không, cái này nó đâu có tính đâu đúng không ạ? Đập chậm cái này là không tính rồi. Nếu mà tính thì chắc là mấy con creeper cho cái bản này nó chạy nhanh dã man luôn đấy các bạn ạ. Đã không nhìn thấy chúng nó thì chớ, chúng nó phi như ngựa vậy. Đây. Cần kiều ấy các bạn. Mình rất là cần kiều nhá. Cần kiều build thông minh ấy. Đó, đủ một bộ đồ rồi này. Coi này thay cho cái cúp luôn rồi. Nên là chơi game nó kiểu cũng dễ đấy. Rồi, từ. Này cho nó sáng anh em nhìn cho nó dễ này. Ủa con này hai tay hai cúp luôn. Dã man con ngan luôn. Đó, cần cù thì bù thông minh. Nhưng mà thôi, chắc là mình sẽ tạm dừng tập 1 đây. Nếu các bạn thấy hay, đừng quên bấm like và đừng quên chia sẻ. Còn bây giờ thì xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo của mình nha. Goodbye, ba con nai mọi người.